Kính thưa quý vị, tôi là thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân, là chủ ngôi chùa Thiền Tông Tân Diệu ở xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Chùa này có 210 thước vuông do mẹ tôi xây dựng vào năm 1956, giao lại cho tôi quản lý từ năm 1958 đến nay. Chùa rất nhỏ, thế mà Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An muốn tìm cách chiếm lấy cho bằng được, nên mấy tháng trước có nhờ ông Nguyễn Văn Mưng, trưởng Ban tôn giáo tỉnh Long An, ra công văn xác nhận chùa này là của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bảo tôi phải giao, nhưng đến nay tôi chưa thấy Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến lấy. Nay lại, Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại nhờ ông Nguyễn Văn Bon là Giám đốc Sở Nội vụ của tỉnh Long An ký công văn số 3463 trên SNV tên TG đề ngày 4 tháng 9 năm 2020 bảo tôi phải thi hành 4 điều. 1. Đất phải trả lại cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa phải trả lại cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An. Tượng Phật cũng phải trả lại cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An. Giáo sản tức kinh của Đức Phật dạy cũng phải trả lại cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An. Tôi thấy điều này quá phi lý, nên tôi có viết văn bản gửi cho ông Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An và có 12 đề nghị như sau. Tôi không đọc được lớn tiếng, nên tôi nhờ thiền gia Ngọc Lâm là người trong ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu đọc hộ tôi. Xin quý vị chú ý lắng nghe, xin mời thiền gia La Ngọc Lâm. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Ông Nguyễn Công Nhân, thường trú số 362 đường Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Kính gửi ông Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An. Đồng kính gửi ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Long An, ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, ông Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An. Trân trọng kính trình ông Giám đốc và quý vị. Ngày 15 tháng 9 năm 2020, tôi có nhận được công văn số 3463 trên SNV TG ngày 4 tháng 9 năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Long An. Trong công văn này có nêu 4 phần. 1. Là tôi phải trả đất, tài sản và chùa Thiền Tông Tân Diệu cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 2. Căn cứ điều 3 khoản 3 của Luật Tín ngưỡng Tôn giáo năm 2016. 3. Căn cứ điều 27 khoản 1 và khoản 3 của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 4. Căn cứ điều 28 khoản 2 nội quy tăng sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Căn cứ vào 4 phần nêu trên, trước tôi xin cảm ơn ông Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An rất nhiều vì đã cho tôi biết thật rõ ràng ý muốn của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An. Sau lần này xin ông xem xét lại luật pháp Việt Nam để thực thi một cách nhanh nhất và công bằng nhất, để vụ việc của chùa Thiền Tông Tân Diệu đã qua 2 năm 3 tháng rồi vẫn chưa giải quyết xong, thật là quá chậm. Tôi xin nêu rõ hai phần như sau. 1. Chùa Thiền Tông Tân Diệu này là của gia tộc ông Nguyễn Công Nhân hay của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 2. Chùa Thiền Tông Tân Diệu này có phải tu theo tà đạo không? Hay tu theo đạo khoa học?
mà có nhiều thầy lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam chửi cho là của bọn ma vương, là mê tín dị đoan. Để giải quyết dứt điểm hai phần nêu trên, tôi có 12 phần xin trình bày. Phần 1, tôi xin trình bày về đất xây dựng chùa Thiền Tông Tân Diệu. Đất xây chùa Thiền Tông Tân Diệu là của ông và bà ngoại tôi cho mẹ tôi vào ngày 15 tháng 10 năm 1956. Số đất là 1.070 m², có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D026784, bản photo giấy đính kèm. Tôi có xin Sở Tài nguyên Môi trường tách phần đất 1.070 m² này thêm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để là đất tôn giáo cho chùa Thiền Tông Tân Diệu. 1. Đất sân chùa là 72 m², bản photo giấy đính kèm. 2. Đất xây chùa là 210 m², bản photo giấy đính kèm. Như vậy, đất xây chùa là của tôi, không thể nói là đất của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An được. Nếu Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An trình giấy tờ số đất chùa này mua của ai có chứng cớ đàng hoàng, thì tôi xin lỗi Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi xin lỗi Sở Nội vụ, tôi xin chịu phạt số tiền cao nhất theo luật định về tội tôi quá tham lam đất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nếu thấy cần, thì Sở Nội vụ cũng có thể truy tố tôi ra tòa án hình sự về tội tôi tham lam đất chùa của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An. Việc này tôi xin Sở Nội vụ cho thực hiện trong vòng 30 ngày. Nếu trong vòng 30 ngày mà Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam không trưng bằng chứng được, thì Sở Nội vụ đề nghị với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam hai phần. Một là Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải ký công văn chấp thuận cho chùa Thiền Tông Tân Diệu tách ra ngoài Giáo hội Phật giáo Việt Nam, để chính quyền xã Tân Mỹ cấp phép cho chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi hoạt động theo luật tôn giáo tập trung, đúng theo luật tín ngưỡng và tôn giáo số 2 của Quốc hội. Chính quyền xã Tân Mỹ kiểm soát về an ninh, trật tự và việc mê tín dị đoan của chùa Thiền Tông Tân Diệu. Nếu chùa Thiền Tông Tân Diệu vi phạm bất cứ điều gì, thì Ủy ban Nhân dân xã Tân Mỹ sẽ phạt tối đa chúng tôi và có thể cấm chùa Thiền Tông Tân Diệu hoạt động một thời gian nhất định hay vĩnh viễn cũng được. Hai là nếu trong vòng 30 ngày mà Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam không thực hiện phần này, thì Sở Nội vụ phải truy tố Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về tội tham lam đất chùa của người khác theo điều 167 của Bộ luật Hình sự số 100 của Quốc hội, nêu rõ ràng như: tổ chức nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hay thủ đoạn khác cấm người khác tự do tín ngưỡng và tôn giáo, thì người đứng đầu tổ chức đó bị phạt tù cao nhất là 5 năm và bị cấm hành nghề một thời gian nhất định. Phần 2, về số tiền xây chùa Thiền Tông Tân Diệu là của mẹ tôi sang bán sạp vải ở chợ lớn, đem về xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và xin phép chính quyền huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xây dựng vào ngày 28 tháng 10 năm 1959 trên phần đất của ông và bà ngoại tôi cho mẹ tôi, thì không thể nào nói chùa Thiền Tông Tân Diệu này là của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An được. Đính kèm đơn xin chính quyền huyện Đức Hòa xây chùa vào ngày 28 tháng 10 năm 1959. Nếu Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An trình giấy tờ rõ ràng,
Số tiền xây chùa này là của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có bằng chứng rõ ràng, thì tôi xin lỗi Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tôi xin lỗi Sở Nội vụ. Tôi xin chịu phạt số tiền cao nhất theo luật định về tội tôi tham lam tiền của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nếu thấy cần thì Sở Nội vụ cũng có thể truy tố tôi ra tòa án hình sự về tội tham lam tiền xây chùa của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Việc này tôi cũng xin Sở Nội vụ cho thực hiện trong vòng 30 ngày. Nếu trong vòng 30 ngày mà Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam không trưng bằng chứng được, thì Sở Nội vụ cũng phải truy tố Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An như phần 1 mà tôi đã nêu trên mới là công bằng. Phần 3. Về các tượng Phật thờ trong chùa Thiền Tông Tân Diệu là của cha tôi bỏ tiền ra đi thỉnh về. Đính kèm đơn xin thỉnh tượng Phật của cha tôi, xin thỉnh vào ngày 10 tháng 8 năm 1960. Vì vậy, các tượng Phật thờ trong chùa Thiền Tông Tân Diệu không thể nói là của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An được. Phần 3 này, tôi cũng xin Sở Nội vụ tỉnh Long An thực hiện như phần 1. Phần 4. Về giáo sản tu ở chùa Thiền Tông Tân Diệu. Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi không tu theo giáo sản của Đạo Phật, tức không tu theo các kinh điển phổ thông của Đạo Phật. Do đó, tôi không có giáo sản của Đạo Phật, thì lấy giáo sản ở đâu trả lại cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An? Tôi cũng xin trình với ông Giám đốc Sở Nội vụ. Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi chỉ tu theo quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa học Thiền Tông Việt Nam là của mẹ tôi giao lại cho tôi. Xin đính kèm quyển giáo lý. Phần 5. Về tăng sự ở chùa Thiền Tông Tân Diệu. Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi không có tăng hay ni ở chùa, mà chỉ có 3 cấp bậc người tu theo pháp môn Đạo Phật Khoa học Thiền Tông Việt Nam như sau. 1. Thiền Tông gia. Người này phải có bằng chứng nhận là Thiền Tông gia. 2. Phật gia Thiền Tông. Người này cũng phải có bằng chứng nhận là Phật gia Thiền Tông. 3. Phật tử Thiền Tông. Người này cũng phải có giấy chứng nhận là Phật tử Thiền Tông. Sự hiểu biết của 3 cấp người này như sau. 1. Là Thiền Tông gia, là người phải hiểu toàn diện về pháp môn Thiền Tông học này. 1. Phải hiểu con người của mình cấu tạo bằng gì. 2. Phải hiểu tánh người của mình cấu tạo ra sao. 3. Phải hiểu mỗi con người có mấy thứ tánh. 4. Phải hiểu trái đất này ai tạo ra, bằng những chất liệu gì và tuổi thọ bao lâu. 5. Phải hiểu càn khôn vũ trụ rộng bao lớn và chứa những gì trong đó. 6. Phải hiểu tam giới ở đâu và cũng chứa những gì trong đó. 7. Phải hiểu trái đất này có mấy loài sống chung và nhiệm vụ của mỗi loài ra sao. 8. Phải hiểu nhiệm vụ quan trọng nhất ở trên trái đất này là của loài nào. 9. Phải hiểu hiển linh ơi trái đất này là loài nào tạo ra. 10. Phải hiểu nhân quả luân hồi do đâu mà có. 11. Phải hiểu các đạo ở trên trái đất này rập ra để làm gì. 12. Phải hiểu tại sao con người thích mê tín dị đoan. 13. Phải hiểu tại sao Đức Phật phải lập ra 6 pháp môn tu. 14. Phải hiểu tu theo Đạo Phật Khoa học Thiền Tông Việt Nam để được cái gì. 15. Phải hiểu tại sao người tu theo Đạo Phật Khoa học Thiền Tông Việt Nam xem chuyện giải thoát dễ như ăn cơm. 16. Phải hiểu tại sao pháp môn Thiền Tông khi công bố ra không có người nào có đủ khả năng nối tiếp mang pháp môn Thiền Tông học này
phổ biến bên ngoài chùa Thiền Tông, nơi đã công bố ra. 2. Là Phật gia Thiền Tông, là người cũng hiểu toàn diện như Thiền Tông gia, nhưng không được phép nối tiếp dòng Thiền Tông. 3. Là Phật tử Thiền Tông, là người chỉ hiểu căn bản pháp môn đạo Phật khoa học Thiền Tông Việt Nam mà thôi. Trên đây là sự hiểu biết của những người tu theo đạo Phật khoa học Thiền Tông Việt Nam tại chùa Thiền Tông Tân Diệu. Cũng có thể nói, đạo Phật khoa học Thiền Tông Việt Nam là đạo siêu khoa học, là đạo có tinh hoa tuyệt vời nhất. Vì vậy, đài truyền hình VTV1, VTV2, VTV4, truyền hình Quốc hội, đài truyền hình HTV9, đài tiếng nói thành phố Hồ Chí Minh VOH cho rằng chùa Thiền Tông Tân Diệu đang phổ biến tinh hoa của đạo Phật. Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam đã trao chứng nhận không gian văn hóa tâm linh cho chùa Thiền Tông Tân Diệu, tỉnh Long An và kết nạp chùa là thành viên của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam. Chứng nhận này nhằm biểu dương sự đóng góp của chùa trong việc giữ gìn các di sản văn hóa tâm linh của dân tộc. Không gian của chùa Thiền Tông Tân Diệu có các điểm nổi bật như chùa điêu khắc gần 10.000 câu thơ kệ của Phật tử trên cả nước nói về pháp môn Thiền Tông. Chùa giúp các Phật tử trên cả nước tu tập theo pháp môn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại chùa cũng lưu giữ tượng và thơ kệ của 36 vị tổ Thiền Tông, trong đó có 3 vị tổ của Việt Nam mà vị vua Trần Nhân Tông là đời tổ thứ 34. Ngoài ra thì chùa cũng được Hội Di sản Văn hóa Việt Nam trao tặng bằng khen và kỷ niệm trường. Trong phần cuối chương trình, mời quý vị đến với một số thông tin về lĩnh vực văn hóa. Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam vừa trao chứng nhận không gian văn hóa tâm linh cho chùa Thiền Tông Tân Diệu, tỉnh Long An và kết nạp chùa chính thức là thành viên của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam. Chứng nhận này nhằm biểu dương sự đóng góp của chùa trong việc giữ gìn các di sản văn hóa tâm linh của dân tộc. Không gian của chùa Thiền Tông Tân Diệu có các điểm nổi bật như chùa điêu khắc gần 10.000 câu thơ kệ của Phật tử trên cả nước nói về pháp môn Thiền Tông. Chùa giúp các Phật tử trên cả nước tu tập theo pháp môn Như Lai Thanh Tịnh Thiền của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại chùa lưu giữ tượng và thơ kệ của 36 vị tổ Thiền Tông, trong đó có 3 vị tổ của Việt Nam mà vị vua Trần Nhân Tông là tổ đời thứ 34. Ngoài ra, chùa cũng được Hội Di sản Văn hóa Việt Nam trao tặng bằng khen và kỷ niệm chương. Các chứng nhận này cũng là kim chỉ nam để chùa giúp cho Phật tử trên cả nước không còn mê tín dị đoan, nhà nhà hạnh phúc, xã hội phồn thịnh hơn, phù hợp với con đường của Đảng và nhà nước ta đang thực hiện và hướng tới dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam đã trao chứng nhận không gian văn hóa tâm linh cho chùa Thiền Tông Tân Diệu, tỉnh Long An. Chứng nhận này nhằm biểu dương sự đóng góp của chùa trong việc giữ gìn các di sản văn hóa tâm linh của dân tộc. Không gian của chùa Thiền Tông Tân Diệu có các điểm nổi bật như chùa điêu khắc gần 10.000 câu thơ của Phật tử trên cả nước về pháp môn Thiền Tông, là nơi lưu giữ tượng và thơ kệ của 36 vị tổ Thiền Tông, trong đó có 3 vị tổ của Việt Nam mà vua Trần Nhân Tông là tổ đời thứ 34. Chùa Thiền Tông Tân Diệu cũng được Hội Di sản Văn hóa Việt Nam trao tặng bằng khen và kỷ niệm chương. Cũng vì vậy mà Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam là thành viên của UNESCO Thế giới, cấp giấy chứng chỉ công nhận chùa Thiền Tông Tân Diệu có tinh hoa đạo Phật. Tư tưởng của Trần Nhân Tông đã làm cho khai tâm mở trí cho chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi lại bắt gặp được cái hoạt động rất mạnh mẽ, có hiệu quả của chùa Thiền Tông Tân Diệu. Đặc biệt chúng tôi theo dõi trên mạng các bài giảng của soạn giả Nguyên Nhân, phải nói là thấm đậm vào lòng người. Nói cái này là rất hay. Trong cái vòng quay của đất, cho nên là các cái hiện diện đang ở cuộc đời này là Đức Phật đã dạy là ba cái ngọn lửa tham sân si là ba cái ngọn lửa đốt cháy mình nhanh nhất. Nhưng hiện nay ba ngọn lửa đang đốt cháy rất nhiều người đang đi vào cái đường lầm lỗi, thì những lời giảng của chùa Thiền Tông Tân Diệu đã giải tỏa được cái việc này.
làm cho con người trong sáng hơn, tư tưởng hòa bình và nhân ái hơn, và chống được cái mê tín dị đoan, xây dựng gia đình, xây dựng xã hội, và đặc biệt là rèn luyện cái nhân cách của công dân để làm một người công dân tốt của Việt Nam, xây dựng đất nước Việt Nam dân chủ giàu mạnh, công bằng và văn minh. Hội Di sản Việt Nam tặng kỷ niệm chương và bằng khen cho chùa Thiền Tông Tân Diệu đã có di sản văn hóa đặc biệt của nước Việt Nam. Ra thế giới. Phần 6. Về hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam có quy định 3 phần, gồm 1. Đất và chùa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Khi nào giáo hội bỏ tiền ra mua đất và xây chùa thì đất và chùa này là của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 2. Đất và chùa của tư nhân tặng cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì đất và chùa này là của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 3. Đất và chùa của tư nhân họ tự bỏ tiền ra xây cất là đất và chùa của tư nhân. Phần 7. Về điều 3 khoản 3 của luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 của Quốc hội. Điều 3. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Bảo đảm các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên quyện Đức Hòa, Đức Huệ cấm chùa Thiền Tông Tân Diệu không được phép tu theo đạo Phật khoa học Thiền Tông. Như vậy, Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên quyện Đức Hòa, Đức Huệ đã vi phạm điều số 164 Bộ Luật Hình sự số 100 của Quốc hội. Điều vi phạm này, người nào ký công văn cấm thì người này bị phạt 3 năm tù và cấm hành nghề một thời gian nhất định. Điều 3, khoản 3. Nhà nước bảo hộ cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và tài sản hợp pháp của cơ sở tín ngưỡng và tôn giáo. Thế mà Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An khăng khăng đòi chiếm lấy bằng được chùa Thiền Tông Tân Diệu của tôi. Như vậy, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An vi phạm điều 167 Bộ luật hình sự số 100 của Quốc hội. Nếu áp dụng theo Bộ luật hình sự số 100 của Quốc hội thì Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An bị phạt tù 5 năm và bị cấm hành nghề một thời gian nhất định. Phần 8. Về việc chùa Thiền Tông Tân Diệu xin gia nhập làm thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên quyện Đức Hòa, Đức Huệ là để được 3 phần. 1. Nương giáo hội để xin công bố quyển quyền ký của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền Tông là pháp môn thứ 6 của Đức Phật dạy rất khoa học và thực tế. 2. Để giáo hội giới thiệu tôi chuyển một phần đất của tôi sang làm đất tôn giáo, tức đất của đạo. Người nào cất chùa trên đất này là của người đó, chứ tôi không tặng cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vì sao tôi phải làm như vậy? Vì tôi muốn sau này pháp môn thứ 6 của đạo Phật, nếu có ai làm khó dễ thì tôi sẽ lấy chùa Thiền Tông Tân Diệu này thành lập một tôn giáo mới. Vì trong tay tôi có quyển giáo lý đạo Phật khoa học Thiền Tông Việt Nam. Phần 9. Về chùa Thiền Tông Tân Diệu bị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên quyện Đức Hòa, Đức Huệ cấm không cho chùa Thiền Tông Tân Diệu tu theo pháp môn Thiền Tông. Nên ngày 1 tháng 7 năm 2018, Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu có đơn xin rút ngôi chùa Thiền Tông Tân Diệu này
ra không làm thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Liên Nguyện Đức Hòa Đức Huệ nữa. Nhưng đến nay, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Liên Nguyện Đức Hòa Đức Huệ không trả lời. Theo chính quyền địa phương cho biết, theo luật, đơn xin rút ngôi chùa Thiền Tông Tân Diệu ra không làm thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nữa. Nếu quá 2 năm mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam không trả lời, thì đơn xin này đương nhiên có hiệu lực. Chùa Thiền Tông Tân Diệu không cần phải nhắc đến. Phần 10. Các thầy lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam chửi pháp môn Thiền Tông là của tà đạo. Vì vậy, tôi có đề nghị, xin mời các thầy lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam hãy chứng minh thế nào là chánh đạo, hãy trình bày ra để cho nhiều người cùng biết. Phần 11. Nhà nước đã cho tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do viết sách. Thế mà quý thầy lãnh đạo trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trung ương lại cấm không cho 13 quyển sách của tôi xin phép tái bản. Như vậy, quý thầy lãnh đạo trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trung ương vi phạm điều số 167 Bộ luật hình sự số 100 của Quốc hội. Nếu đem áp dụng bộ luật hình sự này, thì vị thầy nào ký công văn cấm bị phạt tù 5 năm và bị cấm hành nghề một thời gian nhất định. Phần 12. Sau cùng, tôi cũng xin đề nghị với Bộ Nội vụ 3 phần. 1. Hiện nay nước Việt Nam chưa có thông tư nào hướng dẫn thế nào là máy tính. Xin Bộ Nội vụ ban hành thông tư này để toàn dân biết thế nào là máy tính, để người dân biết mà không vi phạm. 2. Có thông tư hướng dẫn thế nào là máy tính, để chính quyền các cấp thực hiện nhiệm vụ của mình một cách đúng nhất. 3. Nếu cần thì Bộ Nội vụ ra thông báo cho toàn dân biết, ai có hiểu biết về máy tính, đóng góp cùng Bộ Nội vụ, để Bộ Nội vụ viết vào thông tư hướng dẫn về máy tính này một cách rõ ràng và đúng nhất. Trước, để nhân dân ai cũng biết thế nào là máy tính, để người dân không vi phạm. Sau, để chính quyền địa phương thực thi nhiệm vụ đúng với luật máy tính. Kính trình ông Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An, tôi đã trả lời công văn số 3463 trên SNV-TG của Sở Nội vụ tỉnh Long An và có đề nghị dứt khoát với Sở Nội vụ hai phần. 1. Sở Nội vụ nên có văn bản gửi Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đưa sự việc tranh chấp chùa Thiền Tông Tân Diệu ra tòa án để giải quyết dứt điểm, không để kéo dài tranh chấp lâu như vậy. 2. Việc này nếu quá 30 ngày mà không có động tĩnh gì, thì tôi xin gửi lên Thủ tướng Chính phủ, xin Thủ tướng giải quyết. Chớ không thể có một việc nhỏ như vậy đã trên 2 năm rồi mà hệ thống pháp luật tỉnh Long An không giải quyết dứt điểm được, thật là đáng tiếc vậy. Trân trọng, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2020, Nguyễn Công Nhân. Bản sao kính gửi Thường trực Ban chỉ đạo Tôn giáo tỉnh Long An, Sở Công an tỉnh Long An, Sở Thanh tra tỉnh Long An, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa, Phòng Nội vụ huyện Đức Hòa, Ban Tôn giáo huyện Đức Hòa, Bí thư và Ủy ban Nhân dân xã Tân Mỹ. Nếu cơ quan nào có ý kiến, xin đóng góp. Xin hết.